Xin chào các bạn. Hôm nay ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn vào trang web trên TV TCL. Và để vào được trang web trên TV TCL, các bạn sẽ vào phần cài đặt giúp mình. Phần cài đặt này thì các bạn sẽ vào phần tài khoản và đăng nhập tài khoản Gmail của mình vào nhé. Sau khi đăng nhập tài khoản Gmail của mình vào rồi thì các bạn sẽ vào ứng dụng TCL Channel và kéo phần về phần ứng dụng Browse Here. Sau đó các bạn OK vào ứng dụng này ạ. Đây là ứng dụng trong web này, bạn có thể vào Google, vào YouTube hoặc là bạn có thể đăng nhập Facebook của mình lên màn hình lớn hơn để xem và trải nghiệm so với màn hình điện thoại. Trên này nó có cái chuột, mình sẽ bấm kéo trên điều khiển nhé. Mình sẽ bấm nút lên hoặc nút xuống trái hoặc phải để di chuyển con chuột này ạ. Ví dụ trên trang này mình sẽ tìm báo mới chẳng hạn. Mình sẽ tìm chữ báo mới nhé. Mình muốn đọc tin tức đấy ạ. Hoặc 24 giờ hoặc là bất cứ thông tin gì mà bạn muốn tìm kiếm. Ví dụ như mình đang muốn tìm báo mới để đọc tin tức chẳng hạn. OK vào. Đó ạ. Báo mới thì sẽ có thông tin của mỗi một ngày, họ sẽ cập nhật lên và có rất nhiều tin tức có thể đọc. Các bạn có thể đọc trang 24 giờ, tùy vào các bạn muốn đọc tin tức ở trang nào. Sau đó bạn tap về mũi tên visa này, nó sẽ hiển thị vào trang chủ này. Thì mình sẽ ấm OK về trang chủ. Nếu như mình đã xong trình duyệt web rồi và mình có thể vào YouTube chẳng hạn, vào Facebook chẳng hạn, thì mình sẽ vào phần Facebook này và mình đăng nhập tài khoản Facebook và mật khẩu của mình. Thì mình sẽ thay màn hình điện thoại bằng màn hình TV lớn, xem nó sẽ thoải mái hơn, thích hơn, có những trải nghiệm thú vị hơn. Nếu bạn thoát ra thì bạn sẽ chọn vào nối ra nhé. Bấm vào mũi tên này, mũi tên trên điều khiển là nối ra. Rồi bấm chọn nối ra là mình sẽ thoát ra màn hình chính ạ. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Có vấn đề gì cần liên hệ và thắc mắc, bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 0243212 7974 hoặc bạn có thể tham khảo trang web www.ecomart.vn. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.